Xin chào tất cả các bạn, hôm nay trên tay mình đang là một chiếc điện thoại mới của Oppo. Nếu mà nói mới thì cũng không phải là mới, tại vì trước đây mình đã giới thiệu chiếc điện thoại này rồi với các bạn. Đó là chiếc Oppo R1. Thì hôm nay Oppo đã tung ra một cái phiên bản mới với cái màu khác của chiếc Oppo R1, và nó có tên là Oppo R1K. Thì những thông số chính của chiếc điện thoại này đều được in ở phía bên ở mặt sau của chiếc điện thoại với cái hộp. Thì chúng ta có màn hình 5 inch HD 720, camera sau và trước với độ phân giải lần lượt là 13 và 5 megapixel, nặng 136g, và cái điểm đặc biệt là nó mỏng 7.1mm. Ở phía dưới là những cái thông tin chính của nhà sản xuất, cũng như là cái địa chỉ bảo hành, cũng như cái trung tâm của cái công ty Oppo. Thì bây giờ mình bắt đầu mình quy hộp để các bạn xem chiếc Oppo R1K nó như thế nào và nó có gì đặc biệt so với cái phiên bản R1 trước đây mình đã từng giới thiệu với các bạn. Đây là chiếc Oppo R1K, và như các bạn có thể thấy, cái điểm đặc biệt của chiếc Oppo R1K đó là cái mặt sau của nó được làm với cái màu xanh. Màu xanh này rất là đẹp, và mình nhận thấy là Oppo đã dán sẵn một cái lớp dán màn hình lên phía trên của cái mặt sau, cho nên tạo cho cái mặt sau này dạng như một cái mặt gương rất là đẹp. Phần mặt trước mình sẽ mở ra các bạn xem luôn. Mặt trước là màu đen, rất là gọn gàng. Và tí nữa mình sẽ nói chuyện thêm về chiếc điện thoại này sau. Ở trong hộp chúng ta còn có một số những phụ kiện kèm theo. Ở đây mình có một cái hộp mỏng, mình mở hộp ra. Mà là rất là một cái sách hướng dẫn kèm theo sản phẩm, thông tin quan trọng là thời bảo hành. Đây, ở phía trong thì mình có một cái cây lấy sim dạng bầu. Đây, nhìn nhà sản xuất Oppo thì họ tặng thêm cho chúng ta một cái ốp lưng. Đây, cái ốp lưng này trong suốt, và nó có dạng phần caro với cái những cái ô vuông rất là nhỏ. Thì các bạn an tâm khi mà các bạn mua cái máy này, chỉ việc chúng ta tìm thêm cái miếng dán màn hình dán ở mặt trước là cái máy của chúng ta được bảo vệ hoàn toàn. Ở trong hộp thì chúng ta còn có những phụ kiện khác. Từ ở phía trên xuống mình có một cái tai nghe của Oppo, một cục sạc dạng hai chấu dẹp. Cuối cùng trong hộp là một cổng cáp micro USB, thì các bạn có thể sử dụng cái cáp này để chúng ta sạc cũng như kết nối với máy tính. Và như vậy là tất cả những cái phụ kiện kèm theo chiếc R1K, một chiếc điện thoại mới của Oppo với một cái màu mới, đã có hàng trên kệ chính hãng tại Mai Nguyên. Và trên tay mình hiện nay đang là chiếc Oppo R1K, một cái sản phẩm cũ nhưng với cái màu mới của Oppo. Thì ở phía trên chúng ta có trong cái phần thiết kế, thì các bạn có thể thấy là nó không có thay đổi gì về thiết kế cả, chỉ có cái màu là thay đổi thôi. Ở phía trên chúng ta vẫn có cái camera trước 5 megapixel, cầm volume của máy, xin lỗi các bạn, là cái cầm loa thoại của máy, camera với cái cảm biến ở phía bên trước. Ở phía dưới là 3 phím điều hướng, và phím menu, phím home và phím back. Ở chính giữa là phần màn hình 5 inch với độ phân giải HD. Ở phía sau chúng ta có một phần mặt lưng với màu xanh rất là đẹp. Mình rất là thích cái màu này mà Oppo làm với cái sản phẩm của họ. Ở phía trên là camera 13 megapixel, đèn LED, và cái logo Oppo ở chính giữa. Thì toàn bộ cái mặt lưng này được thiết kế rất là đơn giản, và mình rất là thích những cái hãng thiết kế với cái mặt lưng đơn giản như thế này, nhìn rất là tinh tế. Và cái đỉnh cao của cái đẹp đó là cái sự đơn giản. Thì mình xin lưu ý các bạn là ở lúc đầu video thì mình có nói về cái vấn đề là cái miếng dán màn hình kèm theo cho Oppo R1K. Thì mình xin lưu ý là cái miếng dán màn hình của Oppo R1K đã được nhà sản xuất dán sẵn ở đây, cho nên các bạn mua máy không cần mua thêm phụ kiện gì cả. Chúng ta đã có ốp lưng, miếng dán trước, miếng dán sau, các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng. Xung quanh cái thân máy thì chúng ta vẫn có một cái viền được làm bằng kim loại rất là chắc chắn. Ở phía trên là hai cái vạch sống, và có cái jack cắm tai nghe 3.5 cũng như một cái mic để chúng ta hỗ trợ cho việc quay video. Ở phía bên cạnh phải là phím tăng nhỏ âm lượng được làm bằng kim loại. Ở phía dưới thì chúng ta có cái loa ngoài của máy, micro thoại và cái cổng micro USB, đồng thời cũng có thêm hai cái vạch sóng khác để chúng ta đặt những cái vị trí mà chúng ta có thể sử dụng để thu bắt sóng trong máy. Thì ở bên cạnh trái còn có thêm cái cổng, tức là cái case sim, và một cái lỗ để chọn ra cái case sim này. Ngoài ra còn có thêm một cái phím nguồn của máy. Thì toàn bộ những phím này đều làm bằng kim loại rất là đẹp. Oppo họ vát mất rất là mỏng ở cái phần rìa ngoài của những cái phím này, tạo cho chúng ta được cái cảm giác của chúng ta cầm vào nó hơi lấp lánh một tí. Và mình khá là thích cái thiết kế này mà Oppo áp dụng cho sản phẩm của họ. Mình xin lưu ý với bạn là cái máy này không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài.
Thì về mặt cấu hình, Oppo Era 1 sử dụng chip xử lý 4 nhân của Qualcomm xung nhiệt 1.6GHz, có RAM 1GB và bộ nhớ trong của máy là 16GB, không hỗ trợ thêm thẻ nhớ ngoài. Thì các bạn có thể thấy là ở đây mình đang có cái phần giao diện ColorOS của Oppo, họ áp dụng cho những sản phẩm trước đây của họ. Và phiên bản đang chạy trên máy này vẫn là 4.3, chưa được nâng cấp lên một cái phiên bản mới hơn. Thì mình hy vọng trong thời gian sớm nhất thì Oppo có thể nâng cấp cái phiên bản hệ điều hành trên những chiếc máy của họ lên phiên bản mới hơn là 4.4, hoặc là thậm chí là cái phiên bản Android L, tức là 5.0 mới nhất. Đây, chúng ta vẫn có cái hệ điều hành và mình vẫn thích cái hệ điều hành này với rất là nhiều những cái tiện ích kèm theo. Chúng ta có thể kéo ở bên này xuống để vẽ một cái hình ảnh gì đó để bật tắt nhanh một cái ứng dụng, hoặc là chúng ta có thể kéo xuống bên này để tùy chỉnh cái phần những cái nội dung ở phía bên trong máy, như là bật tắt nhanh Bluetooth, Wi-Fi, hoặc là thậm chí là điều chỉnh độ sáng. Và ở đây thì mình rất là thích cái phím End On, tức là nó sẽ tắt đi những cái ứng dụng chạy ngầm của máy và giúp cho chúng ta có được chiếc máy ở cái tình trạng sử dụng tốt nhất và bảo vệ pin chúng ta. Thì như vậy, chiếc Oppo Era 1 đây là một chiếc điện thoại mà các bạn có thể hướng đến nếu các bạn là một người dùng nữ muốn tìm kiếm một chiếc điện thoại như một món trang sức của chúng ta. Chúng ta có một chiếc điện thoại rất là mỏng nhẹ với hệ điều hành tốt và cái cấu hình cũng tương đối để chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì chiếc Oppo Era 1K còn có lượng pin là 2410 mAh, các bạn có thể thoải mái sử dụng trong một ngày mà không lo cái vấn đề về pin nếu chúng ta sử dụng với cái cường độ bình thường. Một chiếc điện thoại khá là đẹp cho dành cho nữ với cái màu xanh tuyệt đẹp, mà rất là thích những chiếc điện thoại mà có cái màu khác lạ so với những cái hãng còn lại. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.